Nhưng mà chúng ta cũng có một cái thông tin không được tốt Đó chính là thông tin liên quan đến công ty đào Core Scientific Thì cách đây vài ngày đã thường đã chia sẻ với các bạn thông tin là công ty đào Core Scientific đó, Đây là công ty đào Bitcoin Và họ đã thông báo đó là có khả năng họ sẽ bị phá sản Và họ sẽ không thể trả cái số lượng tiền nợ trong tháng 10 và tháng 11 này Đó chính là thời gian này nè các bạn Và càng càng rõ ràng hơn đó là Công ty này có thể là không qua khỏi cái đợt này đâu tại vì bây giờ họ đang làm việc với lại luật sư rồi. Mỗi lần mà ai làm việc với luật sư thì các bạn thấy được khả năng là họ sẽ khai bảo vệ phá sản. Thì công ty Concentific này đó, họ nói là họ gặp vấn đề tài chính à, tại vì có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là yếu tố liên quan tới giá BTC đã rớt rất nhiều từ đầu năm tới bây giờ. Tại vì đương nhiên đào Bitcoin thì họ phải bán cho được giá thì họ mới có lời Thứ nhì nữa đó, cái tiền điện lại tăng giá lên Dẫn đến đây là cái lực ép tài chính khiến cho họ không thoát ra được Và đây đó không phải là cái công ty đầu tiên mà gặp vấn đề Trong cái thời gian mà giá cả không tốt này đâu Các bạn thấy bên dưới này đó chúng ta có những công ty khác Như là Oigo Blockchain đó Đây là một công ty mà họ nói là họ đã kiếm thêm được 24 triệu đô la chăm vốn vào Để mà sống sót qua khỏi cái thời điểm này Nhưng mà cuối cùng thì cái điều đó cũng đã không thành công chúng ta cũng có một công ty là computer thì họ cũng đã khai phá sản rồi và họ thiếu những cái người chủ nợ tới 500 triệu đô la bây giờ chúng ta lại có thêm công ty Core Scientific này và cổ phiếu của công ty này đã, đã giảm cực kỳ luôn các bạn tính tới ngày hôm nay đó các bạn thấy được là từ đô năm tới bây giờ cổ phiếu Core Scientific đã giảm 98% rồi các bạn giảm cực kỳ nhiều và nhiều bạn đó, thì đương nhiên sẽ có một cái sự lo lắng là đây là công ty đào BTC bây giờ đó khả năng là họ sẽ khai bảo vệ phá sản cái chapter 11 thì khi mà họ khai bảo vệ phá sản đó thì có khả năng là họ sẽ lại phải bán cái tài sản của mình giống như chúng ta đã theo dõi cái sự kiện liên quan đến uh, Voyager hay là liên quan đến Celsius thì công ty này là công ty đạo BTC tuy nhiên cái tài sản của họ là sẽ có Bitcoin rồi có phải là họ sẽ đâm một số lượng lớn Bitcoin trên thị trường hay là không thì điều này đó các bạn nên nhớ là công ty Coin Scientific này đó họ đã từng bán nhiều Bitcoin trước đây đó chính là thời điểm khoảng chừng là tháng 7 của năm nay lúc đó đó chúng ta có cái thông tin được chia sẻ là 14.000 BTC đó đã di chuyển trong vòng một ngày thôi À, rời khỏi một cái ví của một công ty đào. Chúng ta vẫn chưa rõ công ty nào nhưng mà bây giờ đó đã, đã rõ ràng hơn là đây là công ty Core Scientific 14.000 BTC đã di chuyển khoảng chừng là 300 triệu trong một ngày. Thì đó là lúc mà thằng nghĩ là họ đã bán cái số lượng Bitcoin này rồi để mà chống chọi nhưng mà cuối cùng bán cái số lượng Bitcoin này cũng không đủ luôn. Cho nên bây giờ họ mới à, muốn là khai bảo vệ phá sản các bạn. Và bây giờ đó công ty này họ chỉ còn có là 770.000 đô crypto mà thôi Có nghĩa là con số đó không phải là con số lớn đâu các bạn 770.000 đô đáng giá Bitcoin thì không có là bao nhiêu hết đối với lại cái volume hàng ngày Cho nên cho dù là họ bán hết à, thì cũng không có gì gọi là lo lắng đối với Thuận Nhưng mà các bạn đã thấy được là tình hình của cái thời điểm hè năm nay đó là cái tình hình không những chúng ta có công ty Core Scientific bán à, Hồi tháng 7 chúng ta cũng có cái à, Thông tin là Tesla đã bán à, trong quý 2 cái số lượng Bitcoin đó cực kỳ lớn luôn của các bạn là 936 triệu đô la. Và ước tính, thường đã chia sẻ chi tiết với các bạn và ước tính họ bán là ngày 12 tháng 6, lúc đó giá của BTC là khoảng 28.000 đô. Chúng ta có thể nhìn thấy được là đó cũng là cái thời điểm mà chúng ta có những cái sự kiện liên quan tới Celsius. Voyager to Arrow, tất cả nó cứ dồn dập lại trong một thời gian và lúc đó là cái thời điểm mà các bạn thấy được là giá của BTC đó à, để thường cho các bạn thấy được zoom vào đó đó chính là cái thời điểm này. Lúc đó giá của BTC đó đã đi cái à, mức là khoảng chừng là 29 đến nghìn đô một thời gian rồi. Các bạn nhìn thấy được là từ cái lúc là đầu tháng 5 cho đến mãi đến đầu tháng 6 là một tháng trời giá có như vậy và nhiều người lúc đó đó à, tin là BDC cứ thể là 30.000 đô là đẩy rồi Thuần cũng có ý nghĩa như vậy nhưng mà Cuối cùng các bạn thấy được là không phải giá của BDC đó đã rớt khoảng chừng là 50% Từ mức là khoảng 30.000 còn có 17.500 đô thôi Cái mức thấp nhất mà chúng ta thấy năm nay đó Thì để có cái sự giảm giá nhiều như vậy đó Chúng ta phải có một loạt những thông tin cực kỳ xấu dồn dập Và thông tin xấu là một mà thôi Nhưng mà phải dẫn đến là cái volume bán nó cao lên và chúng ta đã thấy được là những cái sự kiện liên quan tới Tesla bán số lượng lớn 936 triệu. Chúng ta thấy được là công ty Dow, Core Scientific có thể là bán 300 triệu. Họ bán vài tuần sau đó nhưng mà cũng trong thời điểm đó. Chúng ta có thể thấy được là những cái sự kiện liên quan tới Three Arrows cũng bán. Celsius cũng bán. Chúng ta có sự kiện uh, Luna, USD cũng bán. Cho nên rất nhiều những cái yếu tố đó, đó đẩy giá xuống từ 30.000 còn 17.500 đô. Sau khi mà giá học phục lại cái mức bây giờ là khoảng chừng... Uh, 20.500 đô hiện tại Thì câu hỏi đó đối với những bạn nào mà tin tưởng là cái mức giá này đã chưa phải là đáy Mà chúng ta sẽ thấy giá của BTC đó từ cái mức là 20.500 đô hiện bây giờ Rớt xuống chỉ còn có là 14-15.000 thôi có nghĩa là rớt sâu hơn nữa Thậm chí còn tại hơn là cái thời điểm hè khi mà chúng ta có những cái sự kiện vừa xảy ra Thì cái sự kiện nào các bạn nghĩ là đẩy giá BTC xuống tới con số đó Chúng ta cần phải có hàng loạt những cái sự kiện xấu như chúng ta vừa nghe nói tới thì mới có thể đẩy giá bị xuống cái mức đó đối với thuận đương nhiên chúng ta không thể loại bỏ khả năng là có một thiên nga đen có thể là nước nga đột ngột muốn sử dụng vũ uh, khí nguyên tử có thể là chúng ta nghe tới là Trung Quốc không chờ được nữa và họ lại muốn tấn công Đài Loan dẫn đến là chiến tranh lan tỏa khắp nơi cũng có thể. Chúng ta không thể loại bỏ những cái đó nhưng mà chúng ta phải có một cái gì đó cực kỳ lớn. Nếu các bạn tin là chúng ta có một cái gì đó cực kỳ lớn thì khả năng là có Chứ còn nếu không thì tôi không nghĩ đến một loạt những thông tin nào có thể đẩy giá BTC xuống thêm 30, 40, 50% nữa Cho bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới Và cho đến bây giờ đó các bạn nhìn thấy được là thị trường chứng khoán, những cái tài sản đó thì nó dao động khắp nơi Nhưng mà Bitcoin nói riêng nó vẫn là một cái tài sản mà gần đây đó đã giữ được cái mức ổn định thậm chí chúng ta nhìn thấy được đây là cái tài liệu liên quan đến cái số lượng bitcoin nạp vào và rời khỏi đó thường chia sẻ hàng ngày với các bạn thì cái màu xanh lá cây trên màn hình đó, là bitcoin nạp vào màu đỏ đã rời khỏi thì các bạn đã thấy được là cái số lượng bitcoin thật sự là rời khỏi nhiều hơn là nạp vào vẫn tiếp tục giữ được một cái mức ổn định trong khi mà tình hình tài chính vĩ mô cực kỳ không ổn định một chút xíu gì đó cũng cho chúng ta có cái lòng tin về tương lai của btc hơn và có một số những thông tin nhỏ khác tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta kết thúc video này chúng ta có cái chuỗi siêu thị có tên là pick and pay ở nam phi thì đây là cái chuỗi siêu thị mà nói là họ sẽ bắt đầu cho người dùng sử dụng bitcoin ở trong tiệm của họ không phải là mua trên mạng mà ở trong siêu thị đó có thể dùng bitcoin để mà trả và họ sẽ cho trả thông qua mạng lưới Lightning Network và theo đơn hiểu đó thì công ty này họ sẽ hợp tác với lại những cái ví như là Electrum hay là Crypto Convert à, để có thể cho khách hàng sử dụng cái ví sử dụng Bitcoin trực tiếp đây à, đương nhiên là một cái thông tin tốt về sự chấp nhận tính thanh toán của BTC rồi kế đó chúng ta cũng có một thông tin à, liên quan đến Ripple và SEC tại vì chúng ta thấy được là công ty Coinbase à, bây giờ họ nói là họ muốn tham gia vào cái sự kiện này và họ sẽ tham gia đó thông qua một cái gọi là friend of court, có nghĩa là bạn của tòa án cũng giống như là hai cái công ty trước đây thường chia sẻ với các bạn đó, thì đương nhiên đây là cái sự kiện uh, giữa SEC kiện công ty Ripple là bán đồng XRP là một cái chứng khoán mà chưa được đăng ký, thì đương nhiên mọi người bây giờ đó trong thị trường crypto đều muốn Ripple thắng nhiều kiện này, tại vì nếu không thì sẽ không có thể đẩy lùi được SEC đâu. Và Coinbase đó, thì bản thân họ cũng đã là một nạn nhân của SEC, các bạn đã nhớ là Coinbase muốn có cái gì dịch vụ mà các bạn gửi tiền để lấy lãi đó thì chưa gì hết SEC đã muốn kiện họ rồi cho nên Coinbase bây giờ đã là muốn tham gia vào vụ kiện này để mà hỗ trợ Ripple thì đây là thông tin cũng rất là tốt đối với cái vụ kiện này nhưng mà không biết là tòa án có cho phép Coinbase tham gia vào bây giờ hay là không và điều thú vị hơn đó những mà nào mà đã tham gia thị trường này từ năm 2018 đó thì các bạn sẽ biết là giữa Coinbase và Ripple đó đã từng có nhiều cái mâu thuẫn với nhau rất nhiều thông tin phớt Coinbase đó vì một lý do nào đó là không chịu list đồng XRP bao nhiêu ngày tháng bao nhiêu người đã lên tiếng thì Coinbase cũng không có list thì nhiều người đưa ra nhiều thuyết âm mưu thời điểm đó các bạn đã biết nhưng mà cuối cùng thì Coinbase đã list đồng XRP nhưng mà bây giờ họ đã đi list rồi tại vì khi mà có điều kiện xảy ra thì nhiều sàn ở Hoa Kỳ đã đi list đồng XRP Tại vì họ sợ là nếu như mà SEC thắng kiện đó, thì họ có thể là bị kiện bởi những nhà đầu tư Tại vì nhà đầu tư có thể nói là tại sao vẫn list tầm đó Bây giờ đồng đó là chứng khoán thì họ bị thua lỗ Thì Coinbase sẽ phải chịu cái sự cố đó cho nên nhiều sàn đã delist list XRP ở Hoa Kỳ có một thông tin khác cũng khá là đáng tiếc các bạn Đây là cái thông tin liên quan tới một developer Đây là một người mà đã từng cống hiến cho đồng DAI stablecoin và cái người developer này đó cũng là co-founder của Balancer đó các bạn Nhưng mà người này đó à, thì đáng tiếc là đã qua đời ở cái tuổi rất là nhỏ luôn Chỉ có 29 tuổi mới thôi các bạn à, Và người này có tên là Nikolai Mersigian Thì người này đã qua đời ở Puerto Rico Thì theo thường hiểu đó là đây là một cái tai nạn Ở cái vùng biển gọi là Coronado Thì không biết là người này là đi bơi ở đó hay là đi làm gì ở dùng biển Nhưng mà cuối cùng à, thì đã gặp tai nạn và đã qua đời nhưng mà nào mà quan tâm đến uh, DAI stablecoin thì đây cũng là một thông tin thường muốn gửi đến các bạn một cái tin buồn và Thông tin cuối cùng là một cái drama liên quan đến Justin Sun Thì cái gì mà Justin Sun đụng tới đó thì đều là drama hết tới các bạn Thì chúng ta có một cái uh, đồng ổn định có tên là HUSD Thì đây là một đồng ổn định đã được tạo ra bởi một công ty thứ ba các bạn Chứ không phải được tạo ra bởi uh, sàn Huobi nhưng mà sàn Huobi là một trong những sàn mà list cái đồng stablecoin này và các bạn thấy được là đồng stablecoin này bây giờ đã không còn stable nữa mà đồng stablecoin này bây giờ chỉ còn có 34 cent uh, cho một token mà thôi thì đã bị mất peg rồi nhưng mà à, khác với những cái đồng stablecoin mà bị mất phép thì à, sự kiện này à, đã được à, bồi thường cho những người nào mà sử dụng à, hay là lưu trữ đồng stablecoin này và có thể đổi ra thành à, đồng USDT 1 trên 1 thì có nghĩa là theo đồn hiểu đó là không có ai bị mất tiền trong một sự kiện này nhưng mà sự thật đó là đồng ổn định này đã bị mất phép và sàn Hobi đã lên tiếng nói đã delist cái đồng này nhưng mà cái drama đó là đến từ việc là cái đồng mà Bây giờ nói là sẽ thay thế cái đồng HUSD này đó, chính là cây đồng Tron Stablecoin USDD. Đây là cái đồng stablecoin dựa trên cái mạng lưới của Tron Thì các bạn đã biết đó là Huobi gần đây đây được thu mua lại bởi một công ty có tên là About Capital Thì nhiều người nói là người đứng sau lưng hay là người dẫn đầu cái đợt mà thu mua sàn Huobi này chính là Justin Sun của đồng Tron Cho nên về việc là tại sao mà đồng SUSD này bị mất peg đó thì nhiều người nói là có thể là Justin Sun dở trò sau đó để đồng ổn định USD của mình trở thành đồng ổn định chính thức của sàn Huobi Bây giờ đó thì đầu ổn định USD này đây các bạn thấy là vẫn mất tech nhưng mà vẫn được uh, giao dịch trên sàn EMDX nhưng mà đã bị delist bởi Hoa Bì thì uh, sau khi mà được mua lại bởi Bao Capital thì có nhiều cái tin đồn nói là Hoa Bì Global chuẩn bị sa thải một số lượng lớn nhân viên nhưng mà vừa theo thông tin ngày hôm nay đó thì uh, những cái quan chức lớn ở Hoa Bì nói là họ không có ý định đó nói chung thì bây giờ nhiều người đặt nhiều câu hỏi có phải jason sun là người đứng sau lưng cái sự kiện mua lại hoa bì hay là không mặc dù jason sun đã phủ nhận cái việc là jason sun có liên quan đến cái sự kiện mua lại hoa bì hay là liên quan đến công ty about capital nhưng mà các bạn đã biết là trước đây jason sun cũng đã từng phu nhận việc là Jason Sun là người đứng sau lưng mua lại sàn Poloniex Nhưng mà cuối cùng Jason Sun là người đứng sau lưng mua lại sàn Poloniex Cho nên nhiều người bây giờ đã đặt nhiều câu hỏi uh, liên quan đến cái sự kiện này Và nhiều người trong tiếp thị đầu này đã thì có nhiều cái uh, nghi vấn liên quan đến Jason Sun Như tôi vừa chia sẻ với các bạn, mỗi lần mà Jason Sun đụng tới cái gì đây thì thường có nhiều drama Khi mà có thông tin, Thùng sẽ chia sẻ thêm với các bạn Và đây là tất cả những cái tài liệu mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đặc biệt các bạn có thể nhận được không những là bonus mà có thể nhận được giảm phí giao dịch lên tới 30% dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital khi các bạn tham gia vào sàn OKX cũng như các bạn có thể tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể giảm phí dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào sàn Binance, sàn Bybit sàn CoinW và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a